Thưa quý vị, thưa các bạn, vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định thuộc khu vực cửa sông ven biển là khu rừng ngập mặn đầu tiên của nước ta trên thế giới công nhận. Những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu đã tác động với môi trường sinh thái và đời sống của con người thuộc khu vực nơi đây. Tài nguyên rừng là nhân tố chịu tác động đầu tiên từ biến đổi khí hậu. Việc nghiên cứu khôi phục rừng ngập mặn, trong đó vấn đề lựa chọn các loài cây ngập mặn có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi là một trong những vấn đề được quan tâm đầu tiên. Đây cũng là nội dung chính chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong tạp chí khoa công nghệ tuần này. Hiện nay, rừng ngập mặn khu vực ven biển của tỉnh Nam Định có nhiều xáo trộn theo chiều hướng tiêu cực, bị suy giảm chức năng và chất lượng, không thích ứng hoặc thích ứng kém với những tác động của biến đổi khí hậu, không đảm bảo yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học và phòng hộ ven biển. Nguyên nhân chủ yếu do rừng ngập mặn của khu vực được hình thành từ các loại cây có sinh khối nhỏ, tầng tán thấp như bần chua, đước vòi. Những loại cây này khi gặp điều kiện thời tiết cực đoan như rét đậm kéo dài, bão sương muối hoặc bị sóng biển và nước biển dâng cao dễ bị chết hàng loạt. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải cải tổ thành loài, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái rừng ngập mặn, thay thế một số loài cây không còn đáp ứng yêu cầu hiện tại bằng các loài cây ngập mặn có ưu thế về sinh khối, sinh thái và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời đáp ứng mục đích của giải rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định. Bần không cánh là một trong 5 loài bần có mặt trong rừng ngập mặn, không mọc tự nhiên trong hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng ven biển Bắc Bộ của Việt Nam. Khoảng từ năm 2003, một số nhà khoa học đã đưa cây bần không cánh về trồng khảo nghiệm tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và mức độ thích nghi của loài. Qua nhiều năm theo dõi, đánh giá cho thấy loài cây này cho sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa kết quả bình thường. Đây cũng là loài cây có khả năng chịu rét, chịu lạnh rất tốt, lá xanh quanh năm, ít sâu bệnh và rất thích hợp với điều kiện khí hậu của các tỉnh phía Bắc. Do vậy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển cây bần không cánh ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam rất cần thiết, vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương, vừa tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, đặc biệt là nâng cao khả năng phòng hộ của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong vùng trước những biến động khó lường của biến đổi khí hậu. Năm 2011, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đánh giá mô hình trồng thử nghiệm và kỹ thuật ươm giống cây con chất lượng tốt tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Trong đó, có thực hiện kỹ thuật gieo ươm và trồng khảo nghiệm cây bần không cánh. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đề tài chưa xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm bần không cánh, chưa đánh giá được mức độ sinh trưởng và thích nghi của loài này đối với khu vực. Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định hỗ trợ kinh phí, đồng thời quản lý giám sát, triển khai đề tài khoa học, nghiên cứu xây dựng quy trình gieo ươm và trồng cây bần không cánh, góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định. Thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020. Vườn Quốc gia Xuân Thủy là nơi tiếp nhận và triển khai thực hiện đề tài với mục tiêu xác định thực trạng gây trồng, sinh trưởng của cây bần không cánh tại khu vực bãi bồi cửa sông Hồng, cửa Ba Lạt, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm cây bần không cánh phù hợp với khu vực tỉnh Nam Định, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng cây bần không cánh phù hợp với điều kiện tỉnh Nam Định. Xuất phát từ thực tế, qua quá trình theo dõi đánh giá, chúng tôi nhận thấy là một số cây ngập mặn tại vùng Giao Thủy thường sinh trưởng phát triển kém khi mà điều kiện thời tiết và điều kiện bãi bồi thay đổi. Ví dụ như cây bần chua, nó thường bị rụng lá và bị chết khi mà có rét đậm rét hại xảy ra. Cây trang hay gọi là cây vẹt thì nó thường bị khô ngọn và cụt ngọn khi mà điều kiện bãi bồi nó thay đổi. Ví dụ như là bãi bồi nó tôn cao, thời gian ngập chiều ngắn và thời gian phơi bại kéo dài. Chính vì vậy mà chúng tôi thực hiện cái đề tài nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và trồng thực nghiệm cây bần không cánh góp phần phục hồi bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định. Đề tài đã kế thừa một cách có chọn lọc các kết quả nghiên cứu về gieo ươm và trồng cây bần không cánh của các tác giả trước đó để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật. Ngoài ra, tính mới, tính sáng tạo của đề tài này chính là thực hiện các hoạt động thực nghiệm về gieo ươm và trồng cây bần không cánh vào quy trình khép kín với cùng một thời điểm. Đề tài sử dụng nhiều công thức áp dụng cho việc gieo ươm cũng như trồng rừng khảo nghiệm. Phương pháp nghiên cứu này giúp cho việc đánh giá hiệu quả từng công thức được chính xác, khách quan. Từ đó, sẽ lựa chọn được công thức tối ưu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, cũng đưa ra được các khuyến cáo khoa học đối với từng công thức. Cây bần không cánh sau khi gieo ươm được đưa ra trồng thực nghiệm tại khu vực bãi bồi cửa sông ven biển của tỉnh Nam Định từ năm 2018 đến năm 2020 để đánh giá mức độ sinh trưởng, phát triển
và khả năng thích nghi với các điều kiện gây trồng tại khu vực. Qua các tài liệu nghiên cứu thứ cấp, chúng tôi nhận thấy là cây bần không cánh có tên khoa học là Sonerattia apetana, cây cao 10 đến 15 mét, có sinh khối lớn, sinh trưởng phát triển rất là nhanh, đặc biệt là nó có khả năng chịu lạnh. Cái lý do thứ hai là năm 2003, trong chương trình dự án bảo tồn nguồn gen cây ngập mặn của Trung tâm Tài nguyên Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện cái trồng khảo nghiệm cây bần không cánh tại vườn quốc gia An Thủy, và qua theo dõi là chúng tôi nhận thấy là cây sinh trưởng phát triển rất là mạnh, đặc biệt là nó thích nghi với điều kiện bãi bồi của tỉnh Nam Định. Chính vì vậy mà chúng tôi lựa chọn cây bần không cánh làm cái mục tiêu nghiên cứu trong cái đề tài này. Năm 2018, chúng tôi đã thực hiện cái nội dung là nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và nhân giống hữu tính cây bần không cánh, thì chúng tôi đã đạt được các mục tiêu đề ra. Và năm nay là năm 2019, chúng tôi thực hiện cái nội dung là trồng thử nghiệm cây bần không cánh ngoài thực địa. Thì đến nay với cái tiến độ như này, chúng tôi khẳng định là đề tài sẽ thành công và đạt được những mục tiêu nhất định của nó. Đến hiện tại rồi thì là được sự giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh, thì là vườn quốc gia Thủy đã triển khai các khâu từ gieo ươm và đến đang giai đoạn là trồng thử những cái nô theo nội dung của đề tài, đảm bảo cái bước đi theo các cái sinh khối của cây, thì từ đó sẽ lồng ghép ra được đúc rút ra một cái quy trình hợp lý để có thể sau này góp phần triển khai là cái quy trình để thực hiện trên địa bàn của vườn cũng như trên địa bàn của toàn tỉnh hoặc thậm chí là toàn miền Bắc trong cái vấn đề trồng cái cây bần không cánh này. Sau khi triển khai thành công, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng bần không cánh cho hoạt động trồng phục hồi rừng ngập mặn tại Việt Nam. Việc xây dựng hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây bần không cánh sẽ giúp các tổ chức cá nhân có thêm lựa chọn đối với cây giống ngập mặn, đặc biệt là các cây có biên độ sinh thái rộng, sinh khối lớn, sinh trưởng và phát triển nhanh, có thể chịu lạnh tốt và hoàn toàn có thể tự chủ động nguồn cây giống phục vụ cho các mục tiêu chương trình. Viện nghiên cứu quy trình kỹ thuật gieo ươm và trồng cây bần không cánh là một sự khởi đầu mới, mở ra các hướng đi tiếp cho việc triển khai, thực hiện các công trình nghiên cứu liên quan tới loài cây này, như nghiên cứu trồng khảo nghiệm để đánh giá mức độ, thích ứng và sinh trưởng của cây bần không cánh từ các xuất xứ khác nhau, nghiên cứu so sánh mức độ sinh trưởng, phát triển và thích nghi với các điều kiện trồng khắc nghiệt của cây bần không cánh và cây bần chua. Sản xuất được giống cây bần không cánh giúp nâng cao tỷ lệ sống của cây trồng, góp phần giảm kinh phí và số lần trồng rừng. Vườn ươm nằm tại địa bàn tỉnh Nam Định, ngoài lợi ích chủ động được nguồn giống, còn giảm được chi phí vận chuyển mua cây từ địa phương khác về trồng khoảng từ 25 đến 30%. Trồng được giải rừng phòng hộ ven biển, giữ bãi bồi, chống gió bão nhằm bảo vệ đê biển và giảm mức tối thiểu thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các công trình giao thông. Đề tài thực hiện nhân giống và trồng thành công cây bần không cánh trên khu vực bãi bồi cửa sông ven biển của vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ góp phần bổ sung cho hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực, tăng tính đa dạng sinh học, nâng cao chức năng phòng hộ của rừng, đặc biệt thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng là đưa giống mới và các tiến bộ kỹ thuật đến với bà con nông dân và tạo ra phong trào trồng rừng trong khu vực, chủ động bảo vệ đê biển. Việc ứng dụng các công nghệ gieo, ươm nhân giống hữu tính cây bần không cánh và trồng thực nghiệm thành công cây bần không cánh tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định sẽ nâng cao chức năng phòng hộ của hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây. Qua đó, góp phần tích cực bảo vệ, xây dựng và phát triển đời sống, kinh tế, văn hóa, tinh thần và cải thiện môi trường sinh thái cho nhân dân vùng ven biển, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các chương trình lần sau.